Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Mê Khủng Long TV với chuyên mục ARK vs Thực Tế. Tôi là Dynoman, phát thanh viên của hãng thông tấn khủng long cổ dài. Hy vọng các bạn không bị dài cổ vì phải chờ đợi video mới của chúng tôi. Nói về khủng long hay các động vật cổ khác cũng nhiều rồi. Ngày hôm nay chúng ta hãy đề cập đến một chủ đề hoàn toàn mới mẻ chưa từng xuất hiện trong các video khác của chuyên mục ARK vs Thực Tế. Côn trùng. Nói thế nào nhỉ? Côn trùng thật sự là một nhóm động vật hết sức quan trọng trong tự nhiên. Chúng giữ nhiều vai trò khác nhau, trong đó quan trọng nhất có lẽ là giúp thực vật thụ phấn và sinh sản. Quá trình này có lẽ đã diễn ra đâu đó khoảng 140 triệu năm trước, hay thậm chí có thể còn sớm hơn thế rất nhiều. Tuy nhiên, để thể hiện vai trò này của côn trùng trong một game sinh tồn như ARK hơi khó, vì đương nhiên là hệ sinh thái trong game thì không thể nào hoàn toàn giống ngoài đời được. Trừ khi game quá thiên về phần trồng trọt và nông nghiệp thì may ra, vai trò của côn trùng mới được thể hiện như thực tế. Dù vậy thì nhà làm game ARK vẫn cố gắng giúp côn trùng tỏa sáng trong game bằng cách biến chúng thành những quái vật thật sự, bằng cách phóng to và gán cho chúng nhiều kỹ năng lợi hại mà cơ thể bạn sẽ muốn tận dụng. Ngày hôm nay, mời các bạn cùng Mê Khủng Long TV tìm hiểu côn trùng trong ARK và so sánh chúng với thực tế nha. Nào, các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy bắt đầu thôi. Theo thứ tự alpha B, chúng ta hãy bắt đầu với Dung Beetle. Dịch sang tiếng Việt chính là bọ hung. Trong game thì danh pháp khoa học của bọ hung là Scarabidae gigas. Trong đó Scarabidae thực chất là danh pháp của họ bọ hung trên thực tế, còn gigas đơn giản là khổng lồ, ý chỉ kích thước lớn hơn gấp nhiều lần so với phiên bản ngoài đời thực. Điểm giống nhau lớn nhất giữa bọ hung trong game và bọ hung thực tế là chúng ăn phân, một nhóm động vật có vai trò cực kỳ quan trọng trong việc tái chế chất thải của con người và động vật. Thông qua quá trình cất giấu và tiêu thụ phân thì những con bọ hung giúp tái chế các chất dinh dưỡng và cải thiện chất đất. Không chỉ con người hiện đại nhận ra vai trò quan trọng của bọ hung, mà người Ai Cập cổ từ lâu đã coi bọ hung như một sinh vật linh thiêng trong văn hóa của họ. Trong game, bạn có thể thuần hóa bọ hung bằng cách cho chúng ăn phân. Khi đã thuần hóa rồi thì bọ hung có thể giúp bạn sản xuất phân bón và dầu từ phân trong hình trang của bạn. Tuy không phải những sinh vật chiến đấu mạnh mẽ, chúng rất được coi trọng vì khả năng sản xuất phân bón của mình. Theo wiki trong ARK, loài bọ hung thực tế sát nhất với bọ hung trong ARK là Phanaeus vindex, còn gọi là bọ hung cầu vồng. Cả hai đều có màu sắc tương đối sặc sỡ, tuy nhiên bọ hung trong game có sừng nổi bật và phức tạp hơn bọ hung cầu vồng. Một điểm nữa là bọ hung trong game dường như không có giới tính, tuy nhiên nếu căn cứ theo hình dạng của bọ hung ngoài đời thì bọ hung trong game sẽ toàn là con đực, bởi ở hầu hết các loài bọ hung thì chỉ có con đực mới có sừng. Thứ hai, ong khổng lồ, Gen B. Trong game thì ong khổng lồ có danh pháp khoa học là Apis lithohammer, và đây là một danh pháp hoàn toàn có thật trong thực tế. Đó là một loài ong đã tuyệt chủng từng sống vào thế trung tân, với hóa thạch được tìm thấy từ đảo Iki ở Nhật Bản. Nó là loài ong mặt hóa thạch lớn nhất từng được tìm thấy từ trước đến giờ. Tuy nhiên, kích thước của mẫu vật thực tế chỉ dài khoảng 18mm, quá bé so với phiên bản trong game. Vai trò quan trọng của ong mặt khổng lồ trong ARK chính là sản xuất mật. Mật là một nguyên liệu tương đối quan trọng để sản xuất một số vật phẩm chất lượng cao trong game, và việc có một tổ ong đã được thuần hóa giúp bạn có thể thu hoạch một lượng mật lớn hơn gấp nhiều lần so với việc thu hoạch mật trong môi trường hoang dã. Tổ chức xã hội của ong mật khổng lồ trong ARK không hoàn toàn giống với ngoài đời thực. Trong khi ngoài đời thực một tổ ong sẽ có ong chúa, ong thợ và ong đực thì ở trong game, ban đầu chỉ có ong chúa và ong đực. Ong đực ngoài đời thực chỉ có nhiệm vụ giao phối với ong chúa để sinh ra ong non, thì trong game này chúng là lực lượng chính bảo vệ tổ và ong chúa. Một điểm khác biệt nữa là trong khi ong thực tế có thể trích đối phương một lần duy nhất và chết, thì ong trong ARK có thể trích nhiều lần, mỗi cú trích có thể khiến đối phương yếu hơn và chậm lại. Mặc dù rất to lớn so với ong mặt thực tế, nhau khổng lồ trong ARK lại không tạo ra âm thanh quá ồn ào. Nhiều người cũng cho rằng âm thanh của chúng giống như tiếng cánh quạt trực thăng hơn là tiếng vo ve của ong trên thực tế. Thứ ba, Jack, đom đóm, hay trong game còn gọi là Glowbug, tức quả phát sáng. Danh pháp của đom đóm trong game là Lampyridae sublimis. Trên thực tế thì Lampyridae chính là tên khoa học của họ đom đóm, những loài côn trùng cánh cứng nhỏ có khả năng phát quang. Đom đóm trong đời thực, không giống như những đom đóm trên showbiz, là những sinh vật rất được yêu thích và gắn liền với những câu chuyện rất hay của tuổi thơ như đèn đom đóm. Giữa bầu trời đêm mùa hè, được thấy ánh sáng lập lòe của đom đóm là một cảnh tượng kỳ diệu mà ngày nay có lẽ không còn nhiều trẻ con trong thành phố được thấy nữa, thậm chí cũng hiếm dần ở vùng nông thôn do tình trạng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật tràn lan. Trong game ARK, đom đóm vẫn là những sinh vật đẹp đẽ, phát ra ánh sáng màu xanh lá huyền ảo, to hơn so với đom đóm trong thực tế nhiều và cũng có một số công dụng,
Chẳng hạn như là bạn có thể sử dụng chúng để thu thập chitin hoặc dùng chúng để sạc pin. Tất nhiên đây là một điều bất khả thi trong thực tế, bởi khả năng phát sáng của đom đóm được gọi là phát quang sinh học, do sự phản ứng của một enzyme đặc biệt với các chất hóa học chứ không phải do điện. Mà kể có bằng điện đi nữa thì một con đom đóm thực tế cũng quá nhỏ để có thể sạc đầy pin cho chúng ta sử dụng. Thứ tư, insect swarm. Điều lạ lùng là Dynomen không tìm thấy ghi chép cụ thể về những sinh vật này, và chúng dường như cũng không có danh pháp khoa học riêng trong game, nên cũng không biết chúng lấy cảm hứng từ đâu và thuộc nhóm côn trùng nào. Tuy nhiên, dựa theo cách gọi của game thủ là Blade Warps, thì có vẻ như chúng được xây dựng dựa trên các loài tò vò. Tuy nhiên, nếu như tò vò trong thực tế là một nhân tố quan trọng giúp kiểm soát các loài sâu bọ có hại, thì đám tò vò trong game này lại thích quấy rối người chơi trong lúc họ đang khám phá bản đồ. Dù chúng có thể không gây nhiều sát thương nhưng lại rút cạn kha khá thể lực của người chơi. Bạn có thể né chúng bằng cách xuống nước và diệt chúng bằng các vũ khí lửa. Thứ năm, bọ bình, Jugbug. Đây là một loài côn trùng khá đặc biệt trong game với hai loại. Loài màu xanh thường thu thập nước để chứa trong cái túi có khả năng giãn nở trên lưng của chúng. Loài màu đỏ lại thu thập dầu. Chính sự đặc biệt này khiến bọ bình trở thành mục tiêu săn đuổi của cả con người lẫn những kẻ săn mồi tự nhiên khác. Muốn có nước hoặc có dầu thì cứ tìm loại bọ tương ứng là được. Dù những con bò này không có gì nguy hiểm, không thể thuần hóa và cũng chẳng có công dụng nào khác, nhưng hai nguồn tài nguyên cơ bản mà chúng cung cấp là lý do mà bạn nên giữ chúng lại. Trong game, danh pháp khoa học của bò bình là Scutinphora puteus. Tên chi Scutinphora không giống bất kỳ danh pháp khoa học nào trên thực tế, chỉ gần giống một tên chi là Scutiphora, danh pháp của một chi bọ xít có màu giống như ngọc bích. Tên loài puteus có nghĩa là cái giếng. Theo wiki của game, hình dạng và công dụng của bọ bình có lẽ lấy cảm hứng nhiều từ kiến mật, loài kiến có khả năng dự trữ thức ăn trong cái bụng bị phình to của chúng. Thứ 6, Lymantria, hay còn gọi là ngài sa mạc. Danh pháp khoa học trong game của ngài sa mạc là Lymantria sporamis. Trên thực tế thì Lymantria là một chi bướm đêm vẫn còn tồn tại được mô tả vào năm 1819 và có phạm vi phân bố khá rộng từ châu Âu sang nhiều nước châu Á. Trong khi ở ngoài đời thì ngài Lymantria với cái tên nghĩa là kẻ hủy diệt, sống bằng cách ăn lá và được xem là một loài ăn lá quan trọng của rừng cây, thì trong game ARK chúng lại sống bằng cách hút nhựa cây. Giữa chúng và các loài thực vật sa mạc có mối quan hệ cộng sinh, trong đó ngài Lymantria giúp cây thụ phấn và cung cấp dinh dưỡng bằng các bào tử phấn mà nó phóng ra. Dù các bào tử phấn này tốt cho cây, nhưng chúng có thể rất độc với các sinh vật khác. Với kích thước khổng lồ so với đời thực thì bạn có thể dùng ngài Lymantria trong game làm vật cưới. Tuy nhiên vì bay chậm nên nó được coi trọng hơn nhờ khả năng sản xuất tơ lụa và bào tử phấn. Tơ lụa có thể dùng để làm quần áo chống nhiệt, trong khi bào tử phấn có thể dùng để bón cây hoặc làm chất độc. Ngoài ra thì trong game vòng đời của ngài Lymantria cũng được rút ngắn lại khi không cần phải trải qua giai đoạn ấu trùng mà nở thành ngài luôn. Ngài Lymantria ngoài đời cũng không sản xuất ra tơ dùng để làm tơ lụa hay phấn của chúng có thể ảnh hưởng đến cây trồng như ở trong game. Thứ 7, bò ngựa mantis. Bò ngựa thì cũng không có gì quá xa lạ với chúng ta nữa rồi. Những con bò ngựa trong game ARK có danh pháp học là Empusa discipulus. Empusa vốn là một chi bò ngựa có thật và vẫn đang còn tồn tại, với phạm vi phân bố rộng từ châu Phi đến châu Âu và sang tận Tây Á. Bò ngựa được xem là những bậc thầy săn mồi trong tự nhiên và trong văn hóa, chúng cũng rất được coi trọng. Thậm chí là ở Trung Quốc thì người ta đã sáng tạo ra một môn võ dựa trên bò ngựa, gọi là đường lang quyền. Vì thế đừng hỏi về độ chiến của bò ngựa trong ARK, chúng có thể sử dụng cặp càng của mình để múa vũ khí trong chiến tranh, hay sử dụng công cụ để thu thập tài nguyên. Nhà làm game thậm chí còn buff mạnh cho bọ ngựa về khoản trí tuệ. Không chỉ biết sử dụng vũ khí và công cụ, chúng còn biết giao tiếp giữa các cá thể với nhau bằng tiếng kêu như một dạng ngôn ngữ sơ khai. Chúng cũng được wiki của game đánh giá là một trong những sinh vật thông minh nhất của game và đương nhiên là đứng nhất trong giới côn trùng. Chính vì thế nó có thể đảm nhận được rất nhiều vai trò khác nhau trong game, từ thu thập, chiến đấu, đánh boss, thuần hóa hay thậm chí là để giết gà tây. Mặc dù trong dữ liệu hóa thạch người ta từng tìm thấy hóa thạch của một số loài bọ ngựa cổ đại có kích thước lớn, chẳng hạn như Titanoptera hay Saturn Mantis, tuy nhiên kích thước của chúng vẫn quá nhỏ so với bọ ngựa trong ARK. Một điểm khác biệt nữa giữa bọ ngựa trong game và ngoài đời đó là bọ ngựa trong game không thể bay dù có cánh, có lẽ là do kích thước khổng lồ của chúng, còn ngoài đời thì chúng có thể bay khá tốt. Thứ 8, chuồn chuồn ăn thịt khổng lồ Meganera. Đây là một loài côn trùng ăn thịt khổng lồ của The Island, thích săn những côn trùng khác đồng thời cũng rất thích sơi những bữa ăn miễn phí, vốn là con mồi bị bỏ dở của những kẻ săn mồi khác như Pulmonoscorpius. Về cơ bản thì chúng là những sinh vật có khuynh hướng trung lập, nhưng khi nói đến cái ăn thì miếng ăn là miếng tồi tàn, mất ăn một miếng lộn gan lên đầu. Chúng có thể giành ăn với bạn khi bạn đi săn, hoặc lỡ bạn chọc tức chúng khi chúng đang đánh chén thì hãy coi chừng đấy. Meganeura trong game có danh pháp học là Meganeura papena.
Danh pháp này đương nhiên lấy cảm hứng từ chi chuồn chuồn cổ đại sống vào kỷ than đá, cách đây khoảng 300 triệu năm trước, Meganeura, một trong những côn trùng biết bay lớn nhất từng tồn tại, với sải cánh từ 65 cho đến 75cm. Dù vậy thì Meganeura trong game vẫn to hơn nhiều. Tuy nhiên, chính kích thước to lớn này lại khiến chúng có thể chậm chạp hơn nhiều so với những loài chuồn chuồn khác trong thực tế. Dù là một côn trùng khá nổi tiếng nhưng vai trò của Meganeura trong game không được đánh giá cao, chúng không thể thuần hóa, cũng không thể dùng để cưỡi. Lợi ích lớn nhất của chúng là nguồn thu nhập các tài nguyên liên quan như chitin hay xi măng. Thứ 9. Rhinognatha. Mặc dù Dinoman không phải dân chơi ARK, nhưng nếu các ARK thủ hỏi Dinoman con côn trùng nào trông đáng sợ nhất, thì Dinoman sẽ chọn Rhinognatha. Cái tên Rhinognatha bắt nguồn từ danh pháp khoa học của một loài động vật chân khớp siêu cổ đại, sống cách đây khoảng 400 triệu năm trước. Hiện tại thì người ta vẫn chưa dám khẳng định Rhinognatha có phải là côn trùng hay không, nhưng nếu phải thì nó sẽ là côn trùng cổ nhất từng được biết và thậm chí có thể là còn có khả năng bay nữa. Một số phân tích khác thì cho rằng Rhinognatha là động vật thuộc phân ngành nhiều chân, gồm cuốn chiếu và rết. Trong game, Rhinognatha chúng ta biết có danh pháp đầy đủ là Rhinognatha Antiqua Genitor. Trong đó tên là Antiqua Genitor có thể dịch ra là tổ tiên, ám chỉ sự cổ đại của giống loài này. Và từ ngoại hình thì chúng ta có thể khẳng định rằng Rhinognatha trong game là côn trùng thứ thiệt và nó đủ to lớn để khiến bạn phải cảm thấy khiếp đảm. Tuy nhiên nó cũng đủ nhẹ để bay và lướt đi trên mặt nước. Khả năng sinh sản của những con côn trùng này cũng rất đặc biệt. Con đực có thể tiết ra pheromone để dụ dỗ con cái đẻ trứng vào mình. Bạn có thể lấy pheromone này cấy vào bất kỳ sinh vật nào đủ điều kiện để dụ Rhinognatha cái đẻ trứng. Khi đủ thời gian thì ấu trùng Rhinognatha sẽ chui ra khỏi vật chủ và bạn có thể bắt chúng về để nuôi và sử dụng trong tương lai. Rhinognatha là một sinh vật có khả năng đảm nhận nhiều chức năng khác nhau trong game, chẳng hạn như chuyên trở, tấn công từ trên không, hù dọa và hỗ trợ các hoạt động khác. Chúng có thể phóng các loại vũ khí khác nhau được chuyển hóa từ nhựa cây, chẳng hạn như mũi tên, leo hay thậm chí là bom. Thứ 10. Titanomorma, kiến khổng lồ. Đây là những con kiến có kích thước to bằng con chó và chúng rất hung hăng. Chúng thường xuất hiện dưới hai dạng là kiến lính có cánh và kiến đực không có cánh. Tuy chúng không quá mạnh nhưng lại có khả năng tấn công bất ngờ với số lượng đông đúc, đủ để khiến những người bất cẩn trở tay không kịp. Do không thể thuần hóa nên Titanomorma trong game có vai trò là một nguồn tài nguyên để người chơi thu thập chitin hoặc xi măng nếu bạn có Beelzebuffle. Trong chiến trận thì chúng cũng không có nhiều tác dụng ngoài việc quấy rối và làm phân tâm địch thủ. Titanomorma trong game có danh pháp khoa học đầy đủ là Titanomorma pavagigan. Và trong thực tế thì chúng ta có chi kiến Titanomorma đã tuyệt chủng, sống vào thế thủy tân cách đây khoảng 48-46 triệu năm trước. Loài điển hình Titanomorma gigantea cũng chính là loài kiến lớn nhất từng được biết đến trong lịch sử. Dù vậy thì kích thước trong thực tế của chúng cũng chỉ vài cm, trong đó con đực khoảng 3cm, còn kiến chúa là 6cm. Những con có cánh có thể đạt sải cánh 15cm. Rất may là những con kiến trong game chỉ thường xuất hiện theo nhóm từ 5 đến 7 con, khi chúng mà đông như kiến như đúng nghĩa thực tế thì các game thủ nên cầu nguyện dần đi là vừa. Vâng, vừa rồi là 10 sinh vật côn trùng mà Dinoman tổng hợp được từ game ARK và hy vọng là không bị thiếu sót cái tên nào. Chúc các ARK thủ có những giây phút vui vẻ cùng game và thu nhặt được một số thông tin thú vị từ video này. Nếu thấy video hay thì đừng quên tặng cho kênh một đăng ký và theo dõi các video mới trong tương lai. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo của chuyên mục ARK vs. Thực tế nha.